Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy, chào tất cả quý ông đạo trong ngoài nước thân mến. Hôm nay cũng gặp Hà Văn Vàng để đến đây cũng yêu cầu nhắc nhở những lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy và chư vị thánh hiền. Thì kính thưa quý vị, năm nay là đầu tháng 8 của năm Giáp Thìn. Thì bước qua năm Thìn năm nay thì quý vị nào có xem thời sự từ trong nước đến ngoại quốc thì những cái việc nó diễn biến chúng ta đã thấy hết rồi. Thì chúng ta cũng nghe trong lời kinh pháp của Đức Thầy, Đức Phật, chư Bồ Tát hay sấm trạng trình của Ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cũng có nói rồi. Đức Thầy chúng ta cũng có thường nhắc trạng trình truyền sấm mấy lời khuyên dân hãy xét mà ngồi mà suy. Thì tất cả những cái gì chúng ta đã thấy biết ở trên cái xã hội hiện nay rồi, mà chúng ta muốn được ấm no hạnh phúc thì chúng ta phải tu hành, chúng ta gia đình tất cả thành viên đều tạo công phước đức cho chúng ta, phải có được bốn cái đại đức: đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Vì Đức Thầy dạy chúng ta là chư Phật có bốn đại đức. Kính thưa vị, định nghĩa Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, toàn giác, toàn minh. Tức là chữ thiện là toàn hiền, chữ mỹ là đẹp, chữ giác á là không còn mê nữa, tức là giác giả. Phật là giác giả, không có sai lầm gì một mảy may cộng tóc. Và toàn minh là toàn sáng suốt. Cho nên chúng ta nghe theo lời Phật từ ngàn xưa đến giờ, thì ai nghe theo lời chư Phật thánh hiền thì chúng ta sống luôn luôn vô cùng hạnh phúc quý vị. Vì Đức Khổng Tử có dạy chúng ta thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tức là cái có thiện thì được báo ứng thiện, mà ác có rồi thì cái báo ác nó sẽ có thôi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nhược quần bất báo, thời thần dĩ đáo. Kính thưa quý vị, chữ nhược quần, quần là trả lại, chữ nhược là bằng như là chưa thấy báo. Nhược quần bất báo, chữ nhược là bằng, chữ quần là trở lại, chữ bất là không. Chữ báo là báo ứng, nhân nào quả nấy mà chưa thấy. Thì Khổng Tử nói thời thần dĩ đáo. Thời là tại vì á, cái thần xác của người đó làm cái việc ác mà là thời gian nó chưa đến, chữ dị là chưa, đáo là đến. Thì nhược quần bất báo, thời thần dị đáo, tức là thời gian chưa đến, cũng như người đó xài cái phước chưa hết quý vị. Điều này Ngài Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta: mẹ đấy con, khi người biết quấy mà không lòng cải hối tránh xa, chẳng xác nào sông có mập xà, biết mà vẫn lội qua bất kể. Mẹ đấy con, kẻ mê như thế, mạng căn kia giường thể tơ treo, sang trở hèn, giàu có trở nghèo, nay không gặp mai chiều cũng gặp. Mẹ đấy con, có khi ác tập mà đương thân chưa gặp hung tai, ấy năm rồi lúa dựa còn đầy, nay ti đã nhiều xài chưa hết. Mẹ đấy con, chừng sau khi chết, bước sang đời kế tiếp khang than ôi, sự khổ lao suốt cả đời thôi, vốn một phải trả lời năm bảy. Đó, kính thưa quý vị đó, chúng ta căn cứ theo lời Đức Thầy chỉ dạy, ngày nay thế cuộc đổi thay, ráng lo tu niệm đặng Thầy cứu cho. Kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta là một vị Phật mà Ngài hứa chúng ta là không bao giờ sai lệch một mảy may một cọng tóc. Còn sai là đây là vì chúng ta là người phàm, cho nên chúng ta có những sự nhận xét sai xiển, cho nên chúng ta mới không thành công như ý muốn của chúng ta. Cho nên Đức Thầy có dạy bảo chúng ta như sau: cả ngàn năm nhân tâm sao xiển, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Và Ngài Thanh Sĩ cũng dạy chúng ta đó, cái sự tu mà sao ít thành, Ngài cũng luận giải chúng ta một đoạn pháp như sau: đã quy y mà chẳng chịu hành,
nên rất ít người thành chánh quả, lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chứ Phật truyền đạo cả không có làm. Đó, kính thưa vị Đức Thầy và Ngài Thanh Sĩ, cũng lẫn chúng ta, vì chúng ta là người phàm mà chúng ta làm, chúng ta không áp dụng kinh pháp giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, chúng ta dễ bị sai lệch lắm. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức phải suy xét cho minh lý, rồi chúng ta mới phán đoán việc ấy. Cho nên trong cái quyển Thần Cơ Thật Luận đó quý vị, Ngài Thanh Sĩ có dạy chúng ta để nhắc nhở chúng ta qua những cái đoạn pháp chúng ta cũng không có sai lầm, là chúng ta phải nghe theo lời Đức Thầy, rảnh việc chúng ta phải coi kệ giảng và giữ phong hóa nước nhà, bỏ những tục lệ mê tín dị đoan thái quá làm cho đạo đức suy đồi, thì chúng ta áp dụng theo giáo lý Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, chúng ta không bao giờ chúng ta bị thất bại. Cho nên sống vào cái thời buổi này, chúng ta đã thông hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật rồi, thì chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam. Hằng ngày chúng ta là làm cái gì á, chúng ta sợ nhân quả tội phước đầu thai khổ luân hồi, thì chúng ta không có làm điều ác thì gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc. Còn trái lại quý vị thấy đi, hiện nay tại sao là bệnh viện có nhiều khi nó quá tải. Một cái phòng của bệnh viện nhiều khi có 4 giường thôi, mà nhiều khi tôi đi thăm á, thân nhân có thể một cái giường mà đem vô tới 8-9 cái giường nằm để cho bệnh nhân nằm, mà thậm chí nhiều khi nó không còn cái chỗ nằm mà phải mướn ghế bố qua ngoài hành lang á, để cho bệnh nhân nằm nữa. Là quý vị thấy á, đây là, xin lỗi mà nói, đây là một cái chuyện bất hạnh bất lành của một cái con người nếu không có tu. Bởi vì chúng ta nếu tu thì Đức Phật là một vị Phật, Đức Thầy là một vị Phật hứa chúng ta rồi, đến lâm cảnh khổ có ta, giới lệnh Phật Bà cứu vớt chùm cho. Mà kính thưa vị, chúng ta tu hành sao mà chúng ta hiền đức như Đức Thầy dạy đi, chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Thì Đức Thầy dạy mà kẻ hiền đức sau này được hưởng tới phép thần linh của Đức Di Đà luôn quý vị. Nếu chúng ta tu hành mà chúng ta được hưởng cái phép thần linh của Đức Di Đà, đủ quý vị thấy nó quý một cái không còn gì để nói. Vì Đức Thầy dạy chúng ta tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Điều này, cái tánh thiện chúng ta có rồi, cái tình đạo Phật chúng ta khi có rồi, chúng ta sẽ được hạnh phúc như lời Ngài Thanh Sĩ dạy như sau: tình đạo Phật ráng dành dụm được, tội sẽ tiêu và phước sẽ tăng. Phước tăng biển khổ lấp bằng biển khổ là thân Phật đài. Tình đạo Phật phát huy ra được, vàng chất cao cả thước khó mua, thật không phải chuyện nói đùa. Khuyên trong bá tánh hãy đua nhau làm. Đó, quý vị thấy mà chúng ta có một tình đạo Phật rồi, Đức Phật sẽ hóa giải chúng ta được như thế đó đó quý vị. Cho nên những lời của Đức Phật dạy ra, chúng ta hành theo chúng ta sẽ được hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, bằng như ngược lại, chúng ta không làm đúng, chúng ta sẽ uổng công tu. Mà Ngài Thanh Sĩ có dạy chúng ta qua những đoạn pháp như sau: là Phật tử phải toan dứt khoát, trên đường tu giải thoát mới xong. Lưng chừng quả đạo khó trong, uổng công lại lục uổng lòng. Nam mô. Hay là ở không biết nhượng biết tùy, uổng công miệng niệm gối quỳ mấy năm. Đó, kính thưa vậy. Cho nên vào thời buổi này, tu là hạnh phúc, chần chờ là còn mê. Cho nên Ngài Thanh Sĩ thường nhắc chúng ta đó, nếu muốn tu là phải tu ngay, chứ đừng có hẹn mai hẹn mốt. Vì Đức Thầy dạy chúng ta mà, khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, lúc bắt hồn mắc việc cũng đi. Cho nên không tu để kiếp lằn mòn, vô thường đến bắt là chúng ta không còn phương tu quý vị ơi. Đó, cho nên Ngài Thanh Sĩ cũng thường dạy chúng ta. Mà vào thời buổi hạ nguyên mạt pháp này rồi, Đức Thầy có dạy như sau: trong quyển Tư Giác Mê Tâm Kệ, con phù du hẳn hờ, nào biết thấy ánh đèn là quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô. Nhìn đèn nọ thấy mồ, phù vũ kệ khuyên trần đã mãn mùa thu.
đeo danh lợi như con vật ấy, giống xe cát biển đông thường thấy. Tên giả tràng rất uổng công trình, khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Đó, kính thưa quý vị, đó, cho nên những cái chuyện giàu ở đời hạ quân mạt pháp này, nếu chúng ta mê đời mà chúng ta không tu thì chúng ta nhiều nhiều cái tội lắm. Nhiều cái tội nó do nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái phương diện mà Đức Thầy thường dạy đó. Nếu mà tham công danh thì sẽ quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Bây giờ mê đất, mê công ty, xe cộ xà lan nó quá nhiều, chúng ta quản lý không xiết, chúng ta phải ở giữ của. Rồi khi cha mẹ về già, mẹ cha là kẻ trọng ăn, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, long dân đến hội lầu son giữa kề. Nó quý vị thấy đó. Còn thầy dạy thêm, thương đời lầm lạc say mê, làm điều gian ác sẽ thảm thê sau này. Nó kính thưa vị, nếu cái thời buổi này chúng ta không tu, chúng ta nó gặp nhiều cái chuyện khổ lắm. Ngài Thanh Sĩ có nhắc mà, mẹ đấy con cũng vì mê muội, nay mới rơi nơi chốn bể sầu, lắm dạng dài không hưởng được lâu, giả tràng luống luống cắm đầu xe cát. Quý vị thấy đây là Đức Phật Bồ Tát dạy chúng ta, nếu chúng ta không tu hiền để đi đến một cái hạnh phúc an vui thành công viên mãn trên cái đường tu trong cái cõi ta bà khổ này, thì chúng ta sẽ khổ sở, mà lúc đó rồi chúng ta là hối hận cũng không có kịp. Bởi vì quý vị thấy đó, sống vào thời buổi này, Đức Thầy cũng hé lộ chúng ta là có cái cảnh địa ngục, nếu người tâm đạo mới tin. Tại vì á là Đức Thầy có nói mà, chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo là đã biết thừa tới đâu rồi quý vị. Nó cho nên Ngài hé lộ địa ngục như thế nào, xuống Diêm Đình thấy tội hỡi ôi ấy biết có nơi địa ngục, kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu để có hưởng nhờ, gấp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Và Ngài chỉ chúng ta chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay mới bẻ họng được. Hay đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Đó, kính thưa vậy đó. Rồi cái ngày đại hội Long Quang, Ngài cũng hé lộ chúng ta mà, thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Kính tôi vậy, điều này Ngài Thanh Sĩ cũng luận giải chúng ta qua một đoạn giáo pháp xin được trích trong cái quyển Thần Cơ Thật Luận như sau. Ngài nói rằng, nào nội biến, nào là ngoại biến, kẻ thì lên, người xuống lăng xăng, lắm đổi thay, lắm sự khó khăn, người xúm trói nhau hơn là mở. Tay trời đã không phương cại gỡ, thêm nhân tay nhiều chỗ tạo ra, cõi hồng trần là bãi tha ma, cứ chôn xác người ta không ngớt, tánh hung ác của người nếu bớt thì nạn tai tất được giảm đi. Các sầu ưu khổ ách chi chi, hầu hết tại người quy lập nó, xưa nay cũng cứ như thế đó. Tự người làm đau khổ cho người, có nhiều người biết rõ mười mươi mà lòng vẫn đua bơi diệt ác. Nó kính thưa vậy, đoạn pháp này Ngài Thanh Sĩ có nói, ở trên đời có nhiều người biết làm cái này nó mang tội mà vẫn là bươn bả tới làm hoài, mà không làm hoài làm sao có cuộc sống. Nó, nếu cái người có sự giác ngộ thì biết cái điều này tội lỗi thì phải ngưng mới chuyển nghiệp. Còn bây giờ mà dấn thân cái đường ác, mà khi cái quả nó đã mùi rồi thì cũng như cái trái mùi, nó sẽ rụng khỏi cây. Đời cùng rất khó giữ thay trường tồn. Nó, quý vị thấy đi, thì khi mà con người mà nó rơi vào địa ngục rồi là quý vị thấy nó vô cùng khổ sở. Cho nên có nhiều người biết rõ mười mươi mà lòng vẫn đua bơi diệt ác, làm giữ không những thân hình phạt là cái thân xác chúng ta hồi cuộc sống này đó quý vị, xa vào lưới pháp lực. Một là của người đời, những người mà nạn nhân mà bị cái người mà làm ác hại cho cái thân thể đau khổ, hay là cướp mất tài sản của cải vật chất để cho đau khổ. Nó thì là
là tất cả những người người này là đương gây dấn thân tội lỗi, làm nhự giữ không những thân hình phạt mà linh hồn cũng lạc lưng thêm. Người chết rồi chưa phải là êm, phải còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, phải lăn lộn mãi trong mê lộ là đường mê đó quý vị, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ùn ục, nào là giòi lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lơm chơm, nào là núi lửa phừng phừng cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích ngồi bàn trong đầu đội chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì giác búa to ra bữa, con thì mang cây chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn tới bầm, con thì cố xé làm hai thỏi, con phải móc mắt, con lo cắt lưỡi, con rút gân, con thẹo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra. Còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng. Cũng vì bởi nguyên nhân tội ác, nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến bắt hết trong chốn ngục hình, bị ném vào trong chừng đó dẫu hối không thể kịp. Nhưng mà hiện thời phải ráng, vừa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm. Dù khó khăn cũng ráng gìn kham mối đạo pháp, phải phân đi tới, gìn lòng đừng để cho phạm giới. Phải kiểm điểm từ lời nói việc làm, bao nhiêu điều ô trượt tục hoàng, phải nhất quyết trì tâm sửa chữa. Phải lo đạo đức như lo cơm bữa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng, tất nhiên không còn tạo nghiệp trần, thì cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Kính thưa vị, đó là qua một đoạn pháp mà Ngài Thanh Sĩ đã luận giải chúng ta biết cái cảnh địa ngục do làm cái gì mà chúng ta xa rơi vào đó để xử linh hồn của chúng ta. Và ở dưới đó có bao nhiêu binh tôm tướng cá, đầu trâu mặt ngựa để hành phạt, tức là xử lý cái linh hồn người tội lỗi như thế đó. Thì quý vị thấy đó, cho nên chúng ta tu hành mà chúng ta kém cái trí đạo, cho nên Ngài Thanh Sĩ mới luận giải chúng ta là cái cảnh khi chúng ta là xuất hồn đi ra, qua một đoạn pháp như sau: mẹ đấy con mộng trong giấc ngủ, phải chăng con thấy đủ hay không? Khi hồn lìa khỏi xác cõi hồng, cũng có cảnh có thân như thế. Mẹ đấy con, điều này mẹ kể để cho con không thể ngờ nghi, đừng tưởng rằng là chết hết đi, xác cũng chẳng mà hồn cũng chẳng. Mẹ đấy con nhận cho chắc chắn, chết thân không chết đặng linh hồn, nhiều cảnh màu ở ngoại càng khôn, kẻ có phước thì hồn được tới. Và bốn câu văn này khi chúng ta tu thành công viên mãn, thì cái thân xác chúng ta rời cái hồn linh chúng ta rời thân xác của cõi ta bà này, nó rất nhẹ nhàng. Qua một đoạn pháp bốn câu như sau: mẹ đấy con, áo quần khi cởi không đớn đau nhức nhối phải chăng? Một khi người đắc đạo bỏ thân cũng như cởi áo quần không khác. Đó quý vị thấy là chúng ta tu hành mà Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta ráng tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu, là chỗ đó đó quý vị. Nó cho nên là chúng ta khi có tu rồi thì chúng ta khi gần lâm chung là chúng ta vẫn còn bình tĩnh, chúng ta niệm được Phật A-di-đà để là đúng 48 lời thệ nguyện của Phật Tổ A-di-đà là rước cái hồn chúng ta về cái cảnh giới của Ngài, mà chúng ta không còn đầu sanh khổ sở lại nữa đó. Chỉ chúng ta tu một kiếp là được thành công viên mãn mà thôi. Tu hành có được nhất tâm thành công chắc chắn như cầm trong tay, cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đó quý vị, phải rèn lòng giữ dạ sắc rinh, đừng phai đừng lỡ thì thân mình mới thảnh thơi. Thì kính thưa quý vị, vào cái lời buổi hạ nguyên mạt pháp này, Đức Thầy cũng có dạy đó quý vị: trẻ nhỏ tuổi đời này lăn mạ, bị văn minh nó cám dỗ loài người. Kính thưa quý vị, hiện nay đấy, trong những cái gia đình mà có con nhiều ít không biết, nếu mà cái duyên đạo của Phật kém đó, cái công đức mà chúng ta không có tạo nhiều, mà tiền kiếp chúng ta là đào hố tội lỗi nó nặng mà kiếp này không lấp được, thì có con trai con gái gì quý vị thấy đi, một là nó xăm tay chân mình mẩy, nó nhuộm tóc vàng, nó chạy xe nó phải móc bô, nó thay đổi kiểu dáng của xe để vi phạm pháp luật, rồi nó tổ chức nó đua xe nữa. Mà ông bà cha mẹ của những đứa trẻ đó đó, dầu có la nó cũng không nghe nữa quý vị. Cái điều này quý vị thấy đó, Đức Thầy cũng có dạy chúng ta trong chuyện bên Thầy mà, nếu mà chúng ta thiếu đức là nói nó không nghe được. Là cái chuyện mà ông Thầy có một cái ông kia, ông chất vấn Đức Thầy, nó nói tôi tu mấy chục năm
mà tôi dạy xã hội còn không nghe, mà ông mới mở đạo đây có mấy tháng ông nói ai nghe. Mà kính thưa quý vị á, Đức Thầy mở đạo tại tổ đình á, quý vị biết mới có mấy tháng mà mấy triệu tín đồ ngưỡng mộ theo. Cho nên chánh quyền pháp thời đó nó sợ dân chúng theo ngài hết, cho nên nó lưu cư Đức Thầy hết chỗ này tới chỗ nọ để cho Đức Thầy không truyền đạo được. Nhưng mà quý vị thấy đó, Thầy càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông thêm đó quý vị. Quý vị thấy là, cho nên hiện nay chúng ta tu hành cũng vậy đó. Chúng ta tu lâu rồi thì chúng ta phải hiểu, học hỏi thêm những cái quyền bí nhiệm màu của Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta, thì chúng ta hiểu nhiều, chúng ta không bao giờ sai lầm, chúng ta không có lầm lạc gì hết. Thành ra chúng ta không có làm nên tội, mà chúng ta luôn luôn gieo tạo phước đức, thì sự thành công chúng ta sẽ nhanh chóng hơn thêm mà thôi. Kính thưa quý vị, cho nên trong quyển Thần Cơ Thật Vận, ngài Thanh Sĩ có dạy chúng ta một đoạn pháp như thế này: ma tài sắc mặc dù cám dỗ, mồi lợi danh dù có nhữ câu, nhờ thấm nhận chân lý rộng sâu mới không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Kính thưa quý vị, đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đục người chê, miệng thế gian phê phán kinh chê. Sự ăn ở phải dè dặt đến, ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rù quến ép nài. Việc làm lành không đợi có tài, mà bất luận là ai cũng được. Nghèo giàu vẫn làm nên việc bước, lượng khác nhưng giá được bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, của ti ít tâm nào có ít. Kính thưa vậy, hồi xa xưa thời Đức Phật có vợ chồng của cái nàng nị già đó, đem một cái chăn cũ giặt sạch sẽ để bố thí cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, mà Đức Phật khen vô tận vô biên. Tới ngày nay chúng ta được ngài Thanh Sĩ luận giải với chúng ta cái sự bố thí tấm chăn cũ rích của nàng nị già như sau: vì thời đó các quan trong triều thấy Đức Phật mang cái chăn cũ rích đem về, mà Đức Phật nói đây là công đức vô biên vô tận. Các chư tăng chưa có hiểu được cái sự bố thí là ba la mật của vợ chồng của nàng nị già, cho nên ngài Thanh Sĩ mới dạy chúng ta một đoạn pháp như sau: xưa có kẻ thí chăn cũ rích được trở nên công đức vô biên, Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đạo vừa khen vô tận. Chỉ có một mảnh chăn để bận, nhưng vui lòng đem cúng sư tăng, giá trị châu ngọc khó sánh bằng. Ít người được từ tâm như thế, chúng sanh lấy nó làm tỷ lệ trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi đã đem tí của thí lợi, phải thật sự từ nơi tim não bố thí cho người do lòng thảo, chớ không do lòng háo lợi danh, và cũng không mong biết ân mình. Lòng thảo ấy mới giống tình của Phật. Nó kính thưa vậy, cho nên vào thời buổi này chúng ta tu hành, Đức Thầy dạy chúng ta là ai muốn tầm đạo cả cao sâu phải dẹp tánh tình ích kỷ, và muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí mới diệt lòng ích kỷ. Điều này ngài Thanh Sĩ cũng dạy chúng ta đó quý vị, là tánh ích kỷ nếu người chịu bỏ, việc lành chi cũng có thể làm. Người đời thường như bởi riêng tham nên không chịu ra làm việc phước. Thì kính thưa quý vị, cho nên trong một cái sự việc mà chúng ta là tu tỉnh á, muốn thành công viên mãn đó, chúng ta phải chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu. Chúng ta làm gì chúng ta phải lấy lời kinh kệ, cũng như 10 điều khiến tu Phật Thầy Tây An, thì ai hành trọn vẹn cũng trọn lành trọn sáng. Bát chánh đạo của Đức Thầy, ai gìn trọn cũng trọn lành trọn sáng. Cũng như là 8 điều răn cấm của Đức Thầy, thì hành xử trọn vẹn hết cũng gì vẫn trọn lành trọn sáng. Đó là gọi là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được giảng sanh cực lạc đó quý vị. Cho nên chúng ta không muốn sai xiển trên đường tu, thì chúng ta phải noi theo giáo lý của Đức Thầy chỉ dạy, để chúng ta diệt được cái vô minh, thì sự tu hành chúng ta sẽ thành công viên mãn. Và hiện nay quý vị thấy đó, Đức Thầy có hứa chúng ta rồi: ngày nay thế cuộc đổi xây, đáng lo tu niệm đặng Thầy cứu cho. Đến lâm cảnh khổ có ta, giới lệnh Phật bà
cứu vớt giùm cho. Và đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có kinh khi. Vì thời đó đó, ngài đưa đò mượn chiếc ghe của đức ông để đi rao mời tiên cảnh Bồng Lai. Mà lúc đó, thời kỳ đó thì ít có người đi lắm quý vị. Tại vì cái duyên mà ngài nói đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới đặng ối thôi, có 10 người thôi. Mà kính thưa quý vị, bài dặn dò bổn đạo ngài có viết hai câu này, chúng ta cố gắng nghe để chúng ta phấn đấu thêm. Ngài viết rằng là rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà sao mà cứ ngao du hoài. Đó, kính thưa quý vị, cho nên chúng ta muốn không sai lầm thì trước nhất chúng ta tìm hiểu lời Đức Thầy chỉ dạy, sau chúng ta được ngài Thanh Sĩ phân tách ra cho chúng ta thêm nữa. Ngài nói rằng là bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tối, không lấy đạo để làm đường lối là khó lòng biện nổi giả chân. Sai mê rồi dù bực thánh nhân, cũng tâm tối không hơn phàm tục, chẳng lấy trí gạn trong lóng đục. Đâu bằng người thất học biết si, khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bướng phải tri thiện ác. Chỉ một phút để cho sai lạc thì suốt cả đời chưa chắc hối xong. Quý vị thấy chỉ một phút thôi, chúng ta trên xe chạy dọc đường nè, không tới một phút, chúng ta chỉ nháy mắt một giây hai giây thôi thì chúng ta sẽ bị lệch lạc. Xe đương đinh quốc lộ nó sẽ xuống ruộng, nó xuống bờ lề, còn đi đường đèo thì nó sẽ xuống dưới thung lũng. Thì quý vị thấy trong đất nước chúng ta lâu lâu thời sự đó, các tờ báo cũng đăng hoài xe khách rơi xuống thung lũng, xe khách rơi xuống ruộng, xe khách va chạm tay với xe tải, xe container, vân vân. Quý vị thấy đó, đó là không chủ tâm đó, một phút để cho sai lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Nó cho nên chúng ta ráng cố gắng làm cái gì, chúng ta phải áp dụng theo cái giáo lý kinh pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ thành công viên mãn. Vì câu văn ngài dạy sao, không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rành đường nên mới thung dung, không biết mới vấp ngã lung tung, biết rõ mới không đụng chạm, vì không biết còn gây khổ thảm, nhờ biết nên chẳng bám nợ đời. Nó khác nhau một vực một trời, kẻ đang thức và còn người đang ngủ đó vậy. Cho nên nó giữa hàm thánh chúng ta phải phân tách cho rõ ràng. Vì Đức Thầy dạy chúng ta thì quyền bí, ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta đó, đâu là phàm còn đâu là thánh. Đây xin khuyên bá tánh thập phương lắng tai nghe đây tả mọi đường, phàm và thánh hai phương sẽ rõ đó. Thì tâm thánh là tâm luôn siêu thoát, lòng phàm lòng rất đỏ trầm, buổi 30 với buổi trăng rằm, sáng sủa với tối tâm khác hẳn đó. Nổi gì nhẹ còn chìm gì nặng. Nó cho nên chúng ta mà đắm say sự đời, chúng ta chỉ biết danh lợi tình tài sắc, ăn sang mặc đẹp, dinh thân phì da, mà chúng ta không nghĩ cái hậu quả nó, thì khi hết phước rồi, lâm một cái tai nạn khổ, chúng ta dù có hối hận nó cũng muộn màng. Điều này Đức Thầy dạy rất rõ ràng. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Quý vị thấy không, chữ hẳn hờ này chúng ta nửa tin nửa không, chúng ta không có tin sâu, thành ra chúng ta không có làm cái việc phước. Cho nên là Thầy dạy chúng ta làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch, và hãy lấy gươm trí huệ quét sạch ma lòng, lấy lòng khoan dung đối đãi lẫn nhau, và hãy lấy từ bi bác ái mà cư xử với mọi người. Thì kính thưa vậy, chúng ta áp dụng lời Đức Thầy chỉ dạy đi. Nếu theo đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng tham lam ích kỷ, và thường gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Do đó ngài mới dạy thêm chúng ta, nên bổn phận chúng ta cần noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, hầu dẫn dắt giùm kẻ xa cơ, nhất là tiếp tục khai thông nền đạo, để tình từ bi bác ái của chư Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Và ngài dạy thêm, giả lại cái tình từ bi bác ái của chư Phật mà chúng ta đã nhận thức, cái tình ấy nó vô bờ vô bến, nó rất thâm quyền quảng quật, nó không phân biệt màu da hay chủng tộc, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh, tức là không có nhân ngã, ngã nhân gì hết đó quý vị. Cho nên là
chúng ta phải nghe theo Đức Thầy. Làm đạo cả cao sâu thì phải dẹp cái tánh tình ích kỷ. Nó cho nên đó, cái sự ích kỷ nhỏ mọn này Đức Thầy mới nhắc chúng ta đó, bước ra đường ăn nói thật thà, giàu khôn khéo cũng là giả dại, hay hoặc giả giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận nó hay hơn bạc vàng. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người hết. Quý vị thấy đây là Đức Thầy dạy trong vô vi mà nó rất nhiễm màu. Bây giờ hiện nay quý vị thấy đi, cái chuyện không mà có mà không như thế nào. Chúng ta có điện thoại cảm ứng, quý vị thấy không? Có sợi dây điện nào mà giăng lợi từ cái điện thoại gia đình chúng ta tới tổng đài không? Mà hiện nay á, vì khoa học nó tối tân đến tột bậc, cho nên cái điện thoại di động cảm ứng này nó đã văn minh như là một địa tiên rồi quý vị. Nhưng mà xét kỹ ra nó vẫn là con đẻ của Phật học mà thôi. Quý vị thấy nó không có dây gì hết, mà chúng ta điện thì sẽ tiếp nhận được hình ảnh thân nhân của chúng ta trong cái điện thoại, mặc dù ở Mỹ, ở nước nào trên thế giới, cách nửa vòng trái đất trên dưới 20.000 km, chúng ta vẫn tiếp cận rất nhanh. Hay là bây giờ nói điện thế chúng ta đương xài của nhà nước, cái lưới điện đó, quý vị thấy khi điện cúp và không cúp, chúng ta không bao giờ biết được trong điện như thế nào. Nếu chúng ta không có thử giết thử điện, hay chúng ta không bật công tắc để đèn thử, quý vị thấy đi, không thấy nhưng mà rờ vô là chết người. Và cái dòng điện này quý vị thấy không, nó biến thể qua rồi có thể nó đốt sắt cháy, rồi nó biến tầng qua rồi nó làm cho những cái sự việc mà nó nặng bao nhiêu tấn, mà nó là sử dụng coi như là chỉ điều khiển bằng ngón tay chúng ta, hay chúng ta điện là điều khiển qua cái đờ mút thôi. Quý vị thấy khoa học như thế đó, đó mà bây giờ văn minh vật chất bao nhiêu cũng không có thể làm tiêu tử thần, phải không quý vị? Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh tấm lòng, chặt gìn được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu, con ơi người ấy nào đâu phải thường, dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kính cho huống phường trần gian. Quý vị thấy đây là một đoạn giáo pháp mà Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta, và Ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta đó. Cho nên không mà có mà không là vậy. Cho nên trên đường tu học chúng ta phải dẹp bản ngã, chúng ta phải thấy bốn tướng này mà chư Phật thường chê nè. Chúng sanh tướng, đó là thọ giả tướng, là nhân tướng, là bốn cái tướng này Đức Phật chê đó. Tức là chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nhân tướng, và còn một cái gì tướng nữa, xin lỗi mình cũng hơi quên quý vị. Cho nên chúng ta buông ra đi, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cho nên là tam tâm tứ tướng mà minh thì đương tại chúng ta sẽ được siêu phàm nhập thánh liền à. Là khi chúng ta là cái tâm chúng ta hướng về tu cầu Đức Phật, cái tâm từ bi chúng ta có, cái tâm giúp thế độ đời, và cái tâm lành tâm thiện của chúng ta theo Đức Phật, thì chúng ta minh là sáng suốt. Thì hiện tại chúng ta là siêu phàm nhập thánh, tức là cái vị Bồ Tát tại thế đó vậy. Cho nên Đức Thầy dạy mà gian ác là quỷ, là ma chân chánh, là tiên là Phật, mà vô vi không có hình tướng. Thì Đức Thầy dạy chúng ta, tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Ngài Thanh Sĩ luận cho chúng ta trong Đâu Là Phàm Thánh, một cái đoạn pháp mà ở trong cái vô vi như thế này. Phật bảo rằng mái quyền không thấy, nào phải đâu là cái không ngơ, chuyện ngàn xương hay chuyện hiện giờ, không sót lọt được qua một mãi. Mắt thánh chẳng việc chi không thấy, tai thần lời phải quấy đều nghe, xiên chúng sanh phải ráng kiên già, làm chi cũng xét ra tội phước. Đừng để bị hùm tha ma rước, phải xứng người đứng trước muôn dân. Không được làm đến vực Phật, thần cũng ráng được làm dân thượng cổ, làm con phải nhớ ân tông tổ, đừng quên câu báo bổ sanh thành. Nếu con hiền sẽ được cha lành, khá đừng thẹn trước tình phụ tử. Hỡi đồng đạo, trẻ già trong nước, ráng lo xong hai chữ hiếu trung, nghĩa cao dài, phải nguyện đáp đến cùng. Đó là chúng ta là sống, mà Đức Thầy bảo chúng ta phải đền tứ đại trọng ân, nếu tổ tiên cha mẹ, ân tam bảo, ân đất nước, ân đồng bào và nhân loại. Thì đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả là chúng ta không có còn tội căn. Cho nên chúng ta hạnh phúc hôm nay là được Đức Phật, Đức Thầy và các chư vị thánh hiền dạy chúng ta sự tu hành. Chúng ta không muốn uổng công thì chúng ta phải nghĩ cái tinh thần cao cả. Đức Thầy dạy ráng tu đắc đạo, cứu cửu quyền, thoát chốn mê độ, đến cảnh thiên ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Ngày nào đắc được lục thông, chúng ta vớt hồn cha mẹ tổ tông tới bảy đời,
về cực lạc thảnh thơi an dưỡng mấy ngày ban thưởng công tu. Và ngài Thanh Sĩ cũng nói đó, một người đạo quả đắc thiền sẽ đường, còn cứu được cửu quyền siêu thăng đó chẳng khác như thiền một chiếc, chở được nhiều người vượt qua sông, phải là hạnh phúc lớn không, há không tu niệm còn hồng việc chi. Nói quý vị thấy, cho nên là chúng ta trong mà cái tu hành chúng ta ráng cố gắng đi. Ngài cũng dẫn chứng cho chúng ta đó, tưởng ông tu chỉ độ ông, không về ông độ cả dòng họ siêu. Khi mình đã khỏi điều trói buộc mới rảnh tay gỡ được rối người. Đạo màu khi giác tột nơi, có năng lực cứu như người khác tu. Ti trái đất sương mù phủ cả, một mặt trời đủ phá tan đi. Một người ngộ đạo từ bi khiến ngàn muôn kẻ hồi quy đường lành. Đó, thì như vậy quý vị thấy đi, trước đây 85 năm Đức Quỳnh giáo chủ mở khai đạo pháp, hằng bao nhiêu như triệu người nghe theo. Khi Đức Quỳnh giáo chủ vắng mặt thì ngài Thanh Sĩ cũng dạy là hàng triệu người nghe theo. Và kính thưa vị, ngày gần đây mấy tháng vừa qua thôi, chỉ sự xuất hiện của ngài Sư Minh Tệ tu theo hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà mà mình kể ra là chỉ 3 hạnh thôi mà mình phải bái phục quý vị. Thì quý vị thấy đấy, ngủ ngồi ăn mỗi ngày một bữa, ngủ nghĩa trang, ngủ nghĩa địa, không được ngủ trong nhà. À, và y phấn tạo như thế nào mà đi sinh thì không sinh dư. À, quý vị thấy đâu, kể cả thậm chí người ta đánh ngài mà ngài không buồn không giận, và ngài lại chúc cho người ta lại được hạnh phúc. Còn niệm chú thần linh để chúng ta được yên ổn mà đuổi quỷ ma đi vào chỗ khác. Ngài Minh Tệ cũng nói rằng là chúng ta đã ác với con quỷ đó rồi, chúng ta đã đuổi chỗ ở của nó đó. Cho nên bây giờ chúng ta đã coi kinh Phật được rồi, chúng ta muốn thành công viên mãn, chúng ta không muốn bị luân hồi đầu thai khổ, chúng ta phải ăn ở theo lời kệ kinh. Cho nên biến thiên việc ấy không xa, nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu. Đây là lời ngài Thanh Sĩ ở trong cái quyển Ánh Sáng Từ Bi. Và ngài nói rằng là sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không noi, khó mong tồn tại để coi Phật trời. Nếu ai muốn sống coi đời, phải nên ăn ở theo lời kệ kinh. Trước là kính tam bảo lo gìn ngũ giái, ăn tứ chay cúng lại bốn phương, một lòng cải ác tùng lương lo bề hiếu tử, gìn đường Phật nhi, ráng nhịn được điều gì khó nhịn, ráng làm điều chân chánh khó làm. Việc lành thì rất tích ham, điều hung thì dạ không làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai, biết mình có lỗi sửa ngay. Thấy người hữu đức hữu tài học theo, thực hiện bao điều đã nói mới là người sống nói đời sau. Đâu quý vị thấy chúng ta là cái sự tu hành ngày hai thời dân hương của chúng ta nó quý báu như thế nào mà quyển tư Đức Thầy có dạy đó quý vị. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chơi mới kịp đạo màu. Sớm chịu gắn chí nguyện cầu được tòa chương dựa kế. Đức Thầy dạy chúng ta là danh từ chung quý vị. Tòa đây là tòa sen, chương là quy chương của Đức Phật ban thưởng cho chúng ta. Cho nên á, Phật bảo rằng Phật hằng ao ước khắp chúng sanh luôn được quầy đầu. Dù ngày kia có cuộc thảm sầu, nhờ thần Phật phép bầu ủng hộ, hay ngày kia dù lắm hùm beo, cũng không hại được kẻ theo đường lành. Cho nên ngài Thanh Sĩ thường khuyên chúng ta đó, ráng niệm Phật, ráng hiền tâm tính, ngày hai thời cuối kính dân hương, đến chừng có đại quả ương, sẽ nhờ chư Phật mười phương giúp vào chúng ta. Nó thì kính thưa quý vị, cho nên cái câu niệm Phật mà Đức Thầy thường dạy chúng ta đó, vậy nếu chúng ta thành tâm mà niệm đó thì nó sẽ cứng như cây gậy kim cương lận. Điều này ngài Thanh Sĩ có nói qua một đoạn pháp như sau: bài đạo lý giữa thời hỗn loạn, cố nhiên nhiều đoạn gây go, cuối sinh Phật lực giúp cho, khiến an được khách mà đò cũng an. Phật chảo bảo rằng, chặn lời bảo rằng chớ ngại, Phật ban luôn cho gậy kim cang, gặp khi yêu quái đón đàn, con mau lấy gậy chặn ngang tức thì. Gậy chẳng những trị gì yêu quái, còn ngăn luôn được loại thú rừng, huống là kẻ bạo thường nhân, gậy này có sức đưa ngăn dễ dàng. Vậy trong lúc trên đàn giảng kệ, con nhớ mang chớ để rời ra, từ gần cho đến chỗ xa, gậy này có thể phi ra như thường. Sắt đá chẳng hề đương được nó vào trong lửa đỏ như không, đập tan núi quá thành đồng, cứng không chi sánh, dẻo không chi bằng. Thẳng gặp vật trở ngăn quy biến, dùng gậy này linh hiển phi thường, yêu tinh chẳng những không đương đến như tà giáo cũng lương khuất tùng. Lúc ngủ thức cũng không quên nó, quỷ ma không xen mó lại gần, đây là gậy phép hộ thân, con nên giữ lấy cho cần đừng quên. Gậy này không những riêng con hưởng, khi phổ thông tư tưởng Phật đà, gặp khi cái ghẻ mù lòa, gậy này con khá đem ra dắt người. Kẻ già yếu đứng ngồi khó mỏi, dùng gậy này chống chọi đỡ năng, hoặc là gặp kẻ què chân, con nên dùng lấy gậy thần dẫn đi.
lúc ăn uống hay khi tiểu tiện hữu sự là dùng đến tự nhiên, nơi nào cũng chẳng cử kiêng, như là nước rửa không phiền sạch nhơ. Kính thưa vậy, đây là một đoạn pháp, nếu chúng ta niệm Phật thành tâm thì tất cả tấm lòng thành gom vào một niệm Phật, niệm ấy phát lên vang rền trong trời đất, rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Thì quý vị, một đoạn pháp vừa qua rồi là ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta đó, khi niệm Phật mà chúng ta cứng rắn rồi, nó sẽ như gậy kim cang. Mà cái điều này ngài Tam Tạng Thỉnh Kinh Đức Thầy có nhắc, mà lúc Tam Tạng Tây Phương Quyết Đáo bị loài yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi phải lộ trắng đen, Lôi Âm Tử cũng đi đến chốn, đi dọc đường yêu tinh làm hỏng, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ Bát Giới Sa Tăng với Đại Thánh Tề Thiên cứu vớt, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như không. Và khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh, lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, cũng thấy bổn lai diện mục. Kính tôi vậy, điều này để thấy chủ nhân ông thì Đức Thầy nói khó, nhưng mà ngài Thanh Sĩ chỉ với chúng ta một đoạn pháp sau này quý vị sẽ tường, am tường là quý vị sẽ thông pháp, quý vị sẽ thấy chủ nhân ông quý vị qua một đoạn pháp như sau. Là ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta đó, gương đạo ráng chùi lao trọn vẹn, cội lành nên dung quén cho xong, đạo gương mới thấy chủ nhân ông, cội lành được trổ trái bông bồ đề, nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bến giác được qua, bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tại mình ra, ráng tìm kho Phật Pháp sẵn niêm trong nhà, mái quyền di có khóa nơi lòng, chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ, phải phản chiếu cho cơ đạo ngộ, ráng hồi quang cho lỗ tâm khai, quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tụ được nhờ đầy lòng tin, tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành, tin xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cũng siêu, lòng tin mạnh càng tiêu kiếp nhược, tin càng sâu mới càng được vững tâm, có tin mới có dám làm, không tin phàm vẫn còn phàm như xưa, tin thì phải sớm trưa thực hiện, nếu tin xương ý nguyện không thành, ta bà thế giới chúng sanh muốn tu chứng quả phải tin đầy lòng, đời xô đẩy như dông như bão, tu kém tin dễ đảo dễ nghiêng, có tin mới có nhẫn kiên, đức tin mới có là bước đầu tiên tu hành. Thì kính thưa vậy, cho nên chúng ta tu hành thì phải nghe theo lời Đức Phật Đức Thầy chỉ dạy thì chúng ta sẽ được thành công viên mãn mà thôi. Cho nên là sự việc gì chúng ta phải lấy thước đạo nghị áp dụng theo bao nhiêu lời kinh tiếng kệ thì chúng ta sẽ thành công chắc chắn như cầm trong tay. Vì tu hành có được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm trong tay quý vị. Và kính thưa quý vị, câu niệm Phật mà chúng ta thường nghe Đức Thầy dạy đó, niệm Di Đà ráng niệm cho rành mới được giảng sanh cực lạc, mới được sống coi tiên thánh. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Thầy Tây An cũng phiên âm ra chúng ta là sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, nó thành ra 24 câu mà ai nghe qua và hành trọn thì quý vị đã đền được tứ đại trọng ân rồi. Cũng như lời của Đức Phật kể chúng ta đó, sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, mô không dục lợi chẳng cầu danh, a trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt lắng lo giữ báo lành, đại kim thân sanh bất hoại, Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Và kính thưa vị, Phật Thầy Tây An cũng dạy chúng ta sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật ra 24 câu, xin được phép nhắc ra như sau. Đây là chữ Nam. Nam Thiên Hoàng phủ che dạng vật, ơn cha sanh thật rất sâu dài, thành tâm giữ dạng thảo ngay, nữ lưu rạng rẽ râu mài nam nhi. Tới chữ mô hậu địa, vật chi chở cả mẹ nuôi con, công quả muôn ngàn, chúng sanh muốn đặng dẻ gian, sớm chiều phụng dưỡng dạng toàn hiếu trung. Tới chữ A, nhân sanh sống chung trên đất, người trong đời thành thật với nhau, không nên phân biệt thấp cao, giúp nhau mọi việc nghèo giàu sớt sang, là không có nhân ngã đó quý vị, không phụ khó khinh bằng đó. Tới chữ di quốc dương gian, sang thủy thổ phận làm người, báo bổ gắn công, ngọn rau tất đất non sông, phải giữ gìn bồi đắp mới thỏa lòng tiền nhân. Tới chữ đà quân sư đức ăn giáo dục, các tín đồ kính chúc yêu đương, công thầy giảng dạy mọi đường, cải tà quy chánh với kính nhường Phật tiên. Và cuối cùng hết là chữ Phật hiệu danh luôn nguyên đắc đạo, quyết tu hành Phật giáo cao sâu, thành tâm bác ái nguyện cầu, phải nhất tâm hành đạo mới hầu thảnh thơi. Thì kính thưa vậy, cho nên quyển 3 ngài dạy chúng ta đó, Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tới độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai có niệm lành thử coi. Và điều này ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta nè, chỉ cần một niệm trọn lành cũng là được Phật thân hành đến nơi, hay không niệm một lời nào cả, thường ai có dạ từ bi, trần ai không nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Kính thưa vậy, tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi.
Cho nên trong quyển Tình Đạo Phật của ngài Thanh Sĩ có dạy chúng ta đó, người thì nhân ngã cho Phật không hề ngã nhân. Cho nên ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp không siêu Phật đài. Phật bảo rằng không nhân ngã tánh, lòng tham sân chẳng đâu sanh, không tham sân không sự sanh dành, được gì sẽ hòa bình vĩnh viễn. Và hành đạo dứt được lòng dị cả, tất là chân đạo cả nên ngay. Ai ơi lòng nhiễm trần ai, thường tình không thể một ngày dứt xong, hay bỏ đi cái tánh ngã nhân, tự nhiên hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng sẽ tiêu à. Nó cho nên quý vị thấy ngài cũng nhắc chúng ta hoài, ngài Thanh Sĩ nhắc đó, kệ kinh nhiều kẻ đọc suông như chim, học nói như luồng gió qua, không tìm nghĩa Phật thuyết ra, làm cho hiểu chỗ sâu xa nhiễm màu. Mấy người nói đã tu lâu, chỉ tu ở bộ sòng nâu bên ngoài, miệng trai mà chẳng tâm trai, đau trong mà cứ chữa ngoài, nó không có tiêu. Nó cho nên quý vị thấy Đức Thầy dạy chúng ta đó, làm hết các việc từ thiện là phải như thế nào. Thấy ai khổ biết động tình, không lần chửi học cũng thành Phật tiên, hay làm một việc một lời ân đức, hơn ngàn ngày kinh Phật tụng suông, thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm suông Di Đà. Cho nên đó, thấy ai khổ biết động lòng, nghe người nói đạo phải biết như rồng gặp mây đó quý vị. Nó cho nên là chúng ta là buông bỏ hết thì chúng ta sẽ sống, nghĩa là trong một cái là cái thảnh thơi, tuy còn ở chốn trần ai mà trên cũng phẩm liên đài có tên rồi, mãn phần là được bước lên đồng hàng chư Phật lâu bền an vui, khắp nơi sen báo nực mùi, thân sen cho đến chỗ ngồi cũng sen. Cho nên điều này sở dĩ mà hiện nay những người còn vướng trong cái dòng tai họa đài đọa nhân quả khổ sở, quý vị biết không, không có gì mà đương không hết á, có nhân mới có quả, chứ không bao giờ quả sanh gì bởi có nhân. Nếu nhân không có quả sanh bao giờ, xưa trồng mới có trái nay, nếu không tiếng nợ không ai đến đòi. Nó cho nên là lành thì lành đến, hung hung tới, mà quái lạ, nó rất là quái lạ, có nhiều cuộc trả dai đó quý vị. Nó cho nên là chết xác tan nhưng tội không có tan, đầu thai trở lại thế gian mới trả đền. Vì quê nên kiếp trước quên, hay đâu ăn trước nay đền trả sau, trả đền hoặc chậm hoặc mau, đã dai không một người nào trốn qua. Chúng sanh nơi cõi ta bà, há không lấy đó để mà tu thân, nếu không trốn khỏi tử thần, dù đeo đấm cuộc hồng trần cũng luống công, là cuối cùng cũng phủi tay không, đâu bằng tu niệm để hồng siêu sanh. Đem lòng ham muốn lợi danh, đổi ra lòng muốn tu hành quý hơn, lợi danh sẽ mất, theo thân tu hành mới cứu được hồn thân Phật đài. Và Đức Thầy dạy chúng ta, nếu chúng ta tham công danh, quên chữ sanh thành, mến vui quên câu dưỡng dục, thì ông Thanh Sĩ có nói nè, quá mê đời giật đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy, bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi biết lấy đâu ra, cháy nhà khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy có một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muôn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao đạo Phật quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, đời chìm mãi sông mê, đạo gặp rồi mà lại bỏ bê thì số kiếp nặng nề thêm nữa. Rồi quý vị thấy đi, khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mắc việc cũng đi, thì ngài cũng ân ái dạy chúng ta như sau: chớ rằng bận lo toan việc thế mà không lo tìm kế thoát thân, để khi thấy mặt tử thần bảo đừng, nó chẳng hề đừng cho đâu, nên tính trước hỏi âu hận tiếc, đợi nguy rồi mới biết muộn màng. Sớm tu là sớm được an, sớm tu là sớm khỏi đàn trầm lưng, tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau, tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khỏi đọa vào đường mê, sớm tu sớm kề sang báo, sớm tu là phiền não sớm tan, mau đu đi kiếm muộn màng, vô thường không đợi mà thời gian không chờ. Nó cho nên quý vị thấy Đức Thầy thường dạy chúng ta sao: trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến hủy tình chùi lao, hay mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần mới kiếm chữ sắc không. Thì quý vị thấy chúng ta là muốn như thế đó, chúng ta phải buông bỏ, trao tâm luyện tánh và bồi lức lập công, thì chúng ta sẽ được thành công viên mãn như ý muốn mà thôi quý vị. Nó cho nên là hôm nay thì nhắc nhở vào những cái lời là khuyến tu của Đức Phật, Đức Thầy, trước khi dứt lời cũng kính chúc tất cả quý đồng đạo trong ngoài nước gia đình hạnh phúc, trên thượng dưới hòa, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.